Xin chào tất cả anh em nha. Chào anh chủ đáp một cái bộ đặt bộ máy bên em, bộ máy bơm dàn thải 10 và cái kéo cái dàn thải 10 đó là cái máy pho 120 HP nha, pho 620 ngựa theo cái bơm dàn thải 10, bơm chút bét à. Đó thì theo đúng nhu cầu của anh thì bên em đã ráp cho anh toàn bộ là sắc xi lớn đó, và canh chỉnh theo bu ly để mình có thể thì nhu cầu của anh thì anh đặt giữa cái vườn và đẩy về hai hướng mỗi bên 2 cây số đó. Đó thì em đây em đáp hoàn chỉnh hết cho anh đây, kích nước mới đây, kích nước mới dày dày, bình dầu lớn đó. Máy thì zin nguyên si, không đụng chạm gì máy móc hết, sắc xi dày 2 miếng kẹp vô đó, theo nhu cầu của anh. Rồi, bô chậm thanh đó, cũng đơn giản thôi, bộ này thì làm đơn giản nó không cầu kỳ lắm đó. Đó, từ đường hạ xuống cho nó gọn gàng đó, cho thấy những cái phần này thùng dầu này chắc 200 lít quá. Này là không có nước cho nó bơm luôn á, chứ không phải giỡn đâu nha. Này tưới cái miếng vườn gì đâu mà 2 cây số chính giữa mà hai bên ra 2 cây số là thành ra 4 cây số cái vườn gì dễ sợ. Đó, làm theo tiêu chuẩn đồ đàng hoàng hết, sắt dày cộm hết. Đây là cái đồ lên da nè. Lên da thì mình đứng em ở trong đây nó hơi kẹt á, nó không có quay hết được cái bộ này, nó hơi chật, anh em coi thông cảm, hình dung giùm em ha. Đây nè, đó nó bự lắm đó, cái bơm dầu tay nè, phần chi tiết đó là em đã ráp lên căn chỉnh đồ cho nó ok hết rồi. Bu đi bu đồ thì em đã làm theo thuốc tắt đồ hết rồi. Về là anh chỉ có việc anh châm dầu vô đây và anh chạy thôi. Rồi nước nôi đó anh coi giùm em. Đây. Nước. Châm đầy nước vô là chạy thôi. Này, nước xanh luôn. Nhưng mà khi giao cho anh thì nếu mà em gửi bưu điện là em xả nước nhớt rồi ra ha. Bình rồi là không có nha. Đó. To sáu. Mạnh dễ nổ. Lắc qua cái nổ. Rồi anh em nào có ý định muốn đặt một bộ như thế này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0913948706 hoặc 0972547272, hàng em về còn rất là nhiều đó, tùy theo kích cỡ anh em muốn ráp cỡ nào em cũng ráp hết, nhưng mà nó phải đủ và dư sức để kéo cái bơm mình thì bên em mới tiến hành ráp nha. Chứ anh em mà chơi cái dàn thải 10 mà chơi cái máy 20 ngựa thì xin lỗi, ráp không được. Rồi thôi, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Cổ bơm công nghiệp.